Em xin giao lưu anh em một búp san hô xanh nha. Xanh tự nhiên nha. Có kích thước là cao 25 phân. Dài là 30 nha. Màu này là màu xanh tự nhiên. Nó giống như một cái núi, một cái non bộ nha anh em. Để mình quay cho anh em xem. Nó xanh từ trong ruột ra luôn nha. Thằng này là nó nặng à. Mình coi thử cái ký nặng bao nhiêu. Nặng 2,5 kg nha anh em. Nặng 2,5 kg búp này. Rồi cái búp này là mình xin giao lưu anh em là 500k. 500k bao ship. Rồi. Anh em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại của mình 035 336 9229 nha anh em. Nó như một cái núi luôn nha anh em. Mình trang trí bể cá hay là mình trưng phong thủy cũng được. Rất đẹp, đặc biệt là màu xanh tự nhiên. Không phải phun màu hay nhuộm màu nha anh em. Rồi mình xin kết thúc video.